Mến chào quý thầy cô. Mình làm cái này để thầy cô tham khảo xem thế nào. Cái này là Unit 2, City Life, Global Success của khối 9. Mình vừa mới làm hôm nay. Đây là phần từ mới. Từ mới có PowerPoint để chúng ta à, có thể đi lại trong lớp và dùng chuột từ xa để điều khiển cho đỡ bị mỏi lưng ngồi hoài một chỗ thì cũng không, không tốt cho cột sống của bạn. Từ mới thì có file audio luôn. Chào mừng các bạn đến với chủ đề mới nhất hôm nay của chúng ta, chủ đề City Life. Hãy đọc từ mới nhé. Fabulous là tuyệt vời. Reliable là đáng tin cậy dusty là rất bụi bặm negative Đột property under sorry các bạn vân vân là các đây là một bài giảng mình đã được uh, đã thu âm lại tiếp theo là phần listening số 1 và listening số 2 phần starting up của mình thường có listening phù hợp với khối 8 và khối 9 one so tell me about Tokyo what's it like I love it There are so many great things to do. Listening Part 2. Now you listen and write. I'm phoning to find out some information about your museum. What do you want to know? Well, are you open in the school holidays? Of course we are. We're open every day of the week. But the museum closes for Christmas on the 15th of December until the new year. And what time can we come? We're open all day from 9am to 6pm, seven days a week. But it's best to come in the morning if you want to come with your children, because it does get very busy in the afternoons. And what is there that's interesting for children at the museum? Well, there's lots of information about the history of planes and about the history of the telephone. And they can pick things up and play with them. That's very popular with the young ones. Oh, thank you. That does sound good. Um, could you tell me where the museum is, please? Have you got a map? Um, no. Rồi, chúng ta có thể làm bài trực tuyến cùng với các học sinh này, cả online, cả offline được. Tiếp theo là phần Phonetics, sẽ tìm các từ có phát âm khác loại. Ví dụ ở đây có Fear, Hear, Ear và Bear. Chúng ta sẽ chọn đáp án D ở đây. Rất là đơn giản như này thôi, Chỉ trên file Word được, hoặc là trên PDF được. Nếu mà mình làm sách Flip Builder thì mình sẽ xuất ra file, 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 file... file phải flip các bạn nhé phải lật sách uh, điện tử mình có thể làm được. Tiếp theo là stress pattern thì thường có 2 đến 3 câu hoặc là tối đa là 5 câu dành cho cái phần uh, trọng âm này. support, depend, beauty. Đây đó các bạn chọn đáp án C này ví dụ thế. Tiếp theo là phần bài giảng ngữ pháp thì mình cũng đã làm đây trong một unit mình nhặt ra một số kiến thức có trong quyển sách giáo khoa này. Và một số kiến thức liên quan tới uh, các cái bài tham khảo ở trên sách uh, lời giải hay.com, sách vietsat.com của cái global success năm nay năm 2024 này, Đào, cái file này thì nó có kiến thức ở đây, nhưng mà đi sâu hơn thì có file powerpoint, powerpoint sẽ cho các bạn các ví dụ này, camtawet này, huyết là bị bệnh gì này? đang ao là đi chơi với ai này thì mọi thứ này đều có MP4 để các bạn có thể tham khảo. Trong phần tiếp theo chúng ta sẽ học một số cấu trúc ngữ pháp và các cụm từ cố định quan trọng của bài. Đầu tiên là động từ find, nhận thấy cái gì nó như thế nào. Kế sau động từ sẽ có danh từ cái gì đó hoặc động từ đuôi in hoạt động gì đó cộng với các tính từ mô tả bản chất vấn đề. I find living in the city Tôi nhận thấy việc sống ở thành phố này interesting là rất thú vị, amazing rất tuyệt vời, comfortable rất thoải mái. Nhớ rằng phía sau ta có các tính từ thể hiện bản chất vấn đề. Xấu tới sức khỏe chúng ta, which commuters với những người tham gia giao thông hay là hành khách. Chúng ta có từ commuters là hành khách các bạn nhé. Modern, bộ, oh, tớ đang bị cúm rồi đây vượt flu bệnh gì mắc bệnh gì đây là một cụm từ khó nhớ một cấu trúc khó nhớ các bạn phải chép vào nhé I think I'm coming down with flu tớ đang bị cúm rồi đấy. bị cái bệnh gì đó with my buddies tớ thích ra ngoài với các bạn bè với... rồi thì mình tua qua để mọi người có thể hiểu được cái format mà mình đang làm và mình mong muốn là nếu mà thầy cô có thể cho mình vào nhóm này thì có thể đóng góp một cái gì đấy OK, sau phần PowerPoint bài giảng kỹ hơn, cái phần Word là rất là nhiều, Thì học sinh có thể chép bài ở trên PowerPoint hoặc được gửi cái video bài giảng đó về nhà trên Zalo. Tiếp theo là một số cái kiến thức trong sách giáo khoa này, một số cái đáp án, một số cái bài tập multiple choice, bài tập lựa chọn đúng sai đấy. Rồi yeah. tiếp theo đó là phần so sánh ngữ pháp. So sánh kép này. Ví dụ ở trong unit 2 nó có so sánh kép đúng không? Thì công thức mình đã làm trên PowerPoint rồi. Công thức và ví dụ này. Các kiến thức liên quan này. Các bài tập này. À, những cái này đều có mp4. Chào mừng các bạn đến với phần so sánh kép. More dangerous it is. Chúng ta có faster là so sánh hơn của ADV của từ fast. Và là công thức format của cái so sánh hơn này Hoặc tính từ so sánh cộng với tính Rồi, Thì để làm được phần này thì mình đã là phiên dịch cho các tập đoàn nước ngoài được 10 năm Và sau đó thì mình làm giáo viên được 5 năm nữa Tổng thời gian là khoảng 14 năm 14 năm đi làm với tiếng Anh Nên mình uh, hy vọng là mọi người có thể uh, coi như một phần tham khảo và Đáng tin cậy cho cái phần này tiếp theo phần sở ngữ pháp này thì có thực hành thực hành thì cũng sẽ có một file powerpoint để chúng ta làm bài cho nó dễ nó đơn giản đồ họa các thứ mình đã trình bày rất là ok rồi bạn có thể tham khảo phần mp4 ở các cái phần thực hành này nữa và sau đây sẽ là phần sửa bài chúng ta có number one the bigger the apartment is the higher the rent is thì phần MP4 đối với các phần thực hành này sẽ giúp cho các bạn có được cái file tổng hợp về phần chữa bài đẹp nhất, sạch nhất và bạn có thể gửi file MP4 này cho học sinh ở nhà để học làm bài tập về nhà hoặc là phần đọc theo, quay video trả bài cho thầy cô. Đối với các trung tâm thì nó sẽ tốt cho các trung tâm. Đối với các thầy cô ở nhà trường thì không nhất thiết nhưng nó sẽ tuyệt vời vô cùng nếu chúng ta áp dụng được như thế này. À, phần này sẽ là kết quả của bài 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 làm nhé. Còn cái phần bài giảng vì sao đáp án như thế này thì thầy cô phải là người đứng lớp giảng chứ không phải đây video đây các con xem đi đâu. Như thế nó không ổn đâu, đúng không ạ? Nếu như thế thì ai cũng dạy được. Rồi sau đó thì đến cái phần một số bài tập ngữ pháp khác này, multiple choice này. Rồi đến bài communication, offering help and responding giao tiếp này. Đúng không? Tiếp tục là ngữ pháp, phần khối 9 nó khó, ngữ pháp khá là nhiều. và thực hành với ngữ pháp. Tiếp theo sau phần ngữ pháp, sau phần trọng âm, sau phần phát âm thì có phần reading. Reading số 1, reading số 2. Tất cả các bài reading thì đều đã được biên soạn rồi với một số từ mới này. Và nhưng có những bài reading có làm PowerPoint. Đây ví dụ như trong khối 9 thì mình có trong unit 2 thì có một cái bài đó là PowerPoint về phố cổ Hà Nội này, thành thị, đô thị của chuyên mục về đô thị. Thì mình cũng đã làm PowerPoint ở uh, chỉnh sửa đồ họa các kiểu ở cái mức khá là hợp lý để sạch đẹp. Vuông thành sắc cạnh rõ ràng ở đây. Và có bài giảng về cái reading này luôn này. Mọi người có thể đóng góp theo kiểu như này sẽ rất là ok đấy. Chào mừng các bạn đến với chủ đề mới nhất hôm nay của chúng ta, chủ đề City Life. Hãy đọc từ mới nhé. Thì đây chính là cái nội dung từ mới của cái bài reading này. Bây giờ đến cái bài reading nhé. Đây là, đây là từ mới của nó đã này. Mình chỉ đọc từ mới thôi. Đọc xong phần từ mới thì chúng ta sẽ chuyển đến nội dung của một số cấu trúc ngữ pháp nhặt ra trong cái bài reading này để cho các bạn học sinh hiểu rõ và sâu hơn về các thứ có trong bài reading tiếp theo là đến phần đề thi reading của chúng ta với các đáp án được hiển thị theo hướng dẫn và giải thích của giáo viên trong suốt giờ học và các bạn thấy gạch chân các bạn có thể bấm vào đây nó sẽ có mp4 mp4 sẽ làm gì à, thường là sẽ giúp chúng ta um, có được cái bài giải thích hoặc chỉ bảo có bài giải thích bài dịch về cái nội dung của bài reading này thường là sẽ có bài dịch nếu chúng ta có đủ nhân lực giáo viên đủ thời gian chúng ta sẽ có cái bài dịch để cho học sinh hiểu rõ hơn về văn hóa của cái bài reading mà ta vừa học nó đọng trong tâm trí sâu hơn đối với học sinh đó chỉ vậy thôi nếu có thời gian chúng ta sẽ làm như thế reading này tiếp tục là reading này bạn có thể xem cái phần reading này vẫn là từ mới này từ mới cho phần reading nhé tiếp theo đến là các cấu trúc ngữ pháp có trong bài reading rồi giải thích đây bạn nhìn cách trình bày powerpoint của mình giải thích đè lên dòng đúng như vậy này câu 2 này à, đáp án sổ ra các bạn thấy không ạ từ đây và sổ ra đây đó nó, nó đưa các dữ liệu để chúng ta tìm kiếm nhanh hơn đối với phần giải thích của giáo viên đó các bạn thấy không đó, đó thấy không ạ cái hiệu ứng nó nhảy ra đúng và vừa đúng và vừa đủ ok nhỏ đó. đó thì là bài reading của mình nó như vậy sau mỗi bài reading thì sẽ có bài tổng hợp lại các collocation và word form hoặc là từ gần nghĩa từ trái nghĩa của chương trình đưa ra trong cuốn sách giáo khoa phần lớn và một phần nhỏ mình đưa thêm vào cũng mong quý thầy cô có thể góp ý để cho nó tốt hơn tiếp tục trong mỗi một unit thì sẽ luôn có một bài tìm đổi sai có một bài viết lại câu theo hướng dẫn À, tiếp tục thể có thêm một bài listening ở giữa giờ để giảm sóc với 3 tiếng học học thêm hoặc là hai tiếng học thêm thì bạn sẽ có một bài listening ở vị trí bài tập số 9, số 10 để giảm sóc, để tăng cái sự hứng thú cho học sinh. Và tiếp tục là bài sắp xếp từ để hoàn thành câu theo uh, hướng dẫn. À, cuối cùng sẽ là có bài communication với khối 9 thì phần này rất là quan trọng. Bạn sẽ trả lời các cái phản hồi làm sao để cho hợp lý. À, thế là xong và cuối cùng là sẽ có thường sẽ có phần close up phần close up này thì sẽ cho chúng ta viết lại câu để sao cho tìm từ gần nghĩa hoặc đồng nghĩa hoặc cách diễn đạt tương đương à, cuối cùng sẽ là phần tổng hợp từ vựng của toàn bài từ vựng này không chỉ nhặt trong phần từ mới những từ khó nhớ và quan trọng mà sẽ là tư duy của người soạn bài nhặt cả những từ trong các cái bài đọc về văn hóa reading một số từ có trong phần sắp xếp viết lại câu một số cụm từ cố định quan trọng trong cái bài học này có phần vơ kép bên trái meaning là ý nghĩa của nó học sinh phải nhớ trong đầu của mình sau suốt hai hoặc 4 tiếng học ở trên lớp học thêm và practice writing là viết chính tả cho nó tiếp theo nữa là chúng ta sẽ có phần writing lớn đó là các bạn hãy viết một trăm từ 80 đến 100 từ về một chủ đề nào đó của từng unit sẽ có trong phần này và được hướng dẫn khá là chi tiết à, uh, và cuối cùng sẽ là phần nâng cao đó là phần speaking với mỗi chủ đề thì chúng ta sẽ soạn ra ví dụ chủ đề về uh, gì nhỉ? ở đây chúng ta đang có chủ đề về community helper này đúng không vân vân hoặc là ví dụ cậu unit 1 của chúng ta thì có speaking về chủ đề uh, personal hobby chẳng hạn uh, còn unit 2 thì có chủ đề về favorite means of transport phương tiện giao thông yêu thích thì có speaking hướng dẫn rất là đầy đủ ở đây viết à, với unit 2 thì nó có một chủ đề writing đó là nói về lợi ích của thành phố vì sao bạn thích sống ở thành phố đó viết một chủ đề 100 từ về những gì bạn thích về đời sống ở thành phố thì cũng có ở đây tóm lại thì một cái format của một bài thường là bao gồm khoảng tối đa khoảng 15 loại hình bài tập trong đó thì cái phần viết bài writing và phần speaking là thường là dành mở rộng và nâng cao nếu quý vị dạy học sinh hai buổi trên tuần học thêm thì quý vị có thể triển khai phần nâng cao này với speaking lớn và writing lớn còn nếu quý vị chỉ dạy một buổi trên tuần thì chúng ta có lẽ sẽ nên bỏ qua và tập trung ngữ pháp và listening là chủ yếu thì trong cái format này mình soạn có đầy đủ những thứ mà chúng ta cần Vậy nên uh, xin chia sẻ và góp ý cùng quý thầy cô để chúng ta có thể uh, <laughs> có được một nguồn tham khảo cũng như là hỗ trợ nhau từ giáo viên, cộng đồng giáo viên khối 9. Uh, xin chúc quý vị, uh, phụ, giáo viên và huynh một ngày tốt lành. Goodbye.